những biker rất là lớn tuổi, bởi vì cái dòng xe này được những người lớn và cũng có bạn trẻ nữa vậy ơi, tham gia rất là vui. Khoảng có 20 tại Định Quán, cũng là một thị trấn nhỏ ha, cũng khoảng 20 xe quý vị. Ai hy vọng là 20 năm nữa Tiết Cương sẽ theo kịp anh Hiền. Đúng không, em 70 đúng không, anh 90 giờ đúng không, em đi bộ với anh là vừa. Trời ơi, 90. Chuyên giả thông tin YouTube nghệ sĩ Tiết Cương. Hiện tại Tiết Cương đang có mặt ở đường Nguyễn Trung Trực, thành phố Cổng Tam Quan, Rạch Giá, thành phố biển xinh đẹp. Hôm nay Tiết Cương quyết định một chuyến đi phượt từ Tuốt ở nhà Ngọc Thưởng qua đây. Hôm nay là Tiết Cương về đây để tham quan lễ hội SS50 của thành phố Rạch Giá. Và bây giờ thì mời quý vị đồng hành cùng Tiết Cương đến địa điểm đó để xem không khí ở đó như thế nào, và có những chiếc xe nào. Tiết Cương nghĩ là rất là nhiều xe, và có rất nhiều anh em khắp mọi miền đất nước đến đây dự lễ hội Honda 67 của thành phố Rạch Giá. Xin mời quý vị cùng Tiết Cương đi đến đó thôi. Tiết Cương đang đứng tại công viên tượng anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Đây là một địa điểm du lịch rất nổi tiếng của thành phố Rạch Giá. Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực là một vị anh hùng đã đốt cháy Tàu Pháp trên Dàm Nhật Tảo, tỉnh Long An. Và sau đó thì ông về Kiên Giang đóng quân và đã anh dũng hy sinh tại đây. Người dân đã xây dựng đền thờ và tượng của ông để thờ, và người dân ở Rạch Giá rất là yêu quý, kính trọng và ngưỡng mộ ông. Hàng năm vào ngày 26, 27, 28 tháng 8 âm lịch thì có ngày giỗ ông, thu hút rất nhiều du khách ở khắp mọi nơi đến để viếng. Và thưa quý vị, tượng của ông ở ngay trung tâm thành phố Rạch Giá là một điểm du lịch nổi tiếng. Quý vị khán giả có về Rạch Giá nhớ ghé ngay công viên trung tâm để đốt cho ông một nén nhang để tưởng nhớ và kính trọng ông. Bây giờ Tiết Cương đến xin phép đến để đốt một nén nhang cho ông. Vui đó, các loại xe đầy đủ đó. Đây chúng tôi thấy có đầy xe này, xe đậu. Xe đậu, rồi. Còn là xe đậu máy lớn không quý vị? Để đi phượt. Chắc là đây xe những anh em ở xa nên nên đi những cái dòng xe máy lớn. Chào anh Sang, chào anh Đại. Chào anh. Trời ơi, hai anh này là anh đã Sài Gòn xuống rồi. Mới tới luôn anh ơi. Chào ơi, chào Sài Gòn luôn. Quá trời, anh em đông vui đây. Xe đẹp luôn, vô trong hết rồi. Xe đẹp. Đang có cảnh xem xe đẹp, đây là những xe tới. Rất là đông vui. Lên đây tiếp tục xem. Rồi thôi, quay mặt qua đây chụp tóc hình anh. Anh em nào đã nổ máy rồi, anh em cứ chạy đi. Anh em nào đã nổ máy xe rồi, cứ chạy đi. Yeah.
vé số ở dưới gạch giá đại gia, vé số mà tướng ốm nhôm mà tội nghiệp lắm, thiếu ăn. Rồi cảm ơn. Rồi đây diễu hành, đây là xe dẫn đoàn. Đoàn xe chạy diễu hành nhẹ để mọi người có thể ngắm những chiếc xe NS50 và tạo không khí cho lễ hội rất là đơn giản, dễ thương, mộc mạc. Chúng tôi thấy có những biker rất là lớn tuổi, bởi vì cái dòng xe này được những người lớn và cũng có bạn trẻ nữa quý vị ơi, tham gia rất là vui. Xe độ có độ dáng 69, ô có xe ba bánh nữa, CD CB luôn, khá 90, ngập thưởng luôn. Giao lưu với anh em 67 Định Quán. Hỏi Định Quán mình có câu bộ khoảng bao nhiêu người anh? 20 tại. Khoảng có 20 tại Định Quán, cũng là một thị trấn nhỏ ha. Cũng khoảng 20 xe quý vị. Đậu ra đây, đậu ra đậu ra. Anh em dưới đây khoảng bao nhiêu xe anh? 5 xe. Có 5 xe à. Đi từ hôm qua hay là hôm qua? Đi là từ Định Quán về tới Rạch Giá thì mình bao nhiêu tiếng anh? Đi chạy 7 tiếng quý vị, mà không mà anh xin về 8 tiếng á. Anh phải về tới Sài Gòn thì Sài Gòn mới xuống Rạch Giá phải không? À, đúng rồi. Ủa sao? Có 3 chiếc rồi, còn 2 chiếc nữa đâu? Em đang dẫn cái xe anh Minh vô đây cái. Xe anh mà. Xe đầu anh, xe ngoài cổng. Anh Minh có nhiều xe không? Hai ba chiếc. Nhiêu đó là nó mệt. Mệt ha. Nhiêu đó chồng phải mệt. Đầu tư vô quá trời. Còn đưa xe vô đây. Rồi. Để Tiến Cương sẽ chụp hình giao lưu với 67 Định Quán. Vô hai cái quay qua. Dạ cảm ơn anh. Rồi chiếc này nữa. Nhiều người cử đủ lắm rồi đó. Áo chỉnh đèn từ. Vậy là đủ 5 chiếc của câu lạc bộ Định Quán. Giao lưu 5 chiếc. Hay còn ai cho nhau. Dạ phải đứng giữa ha. Rồi đứng giữa ha. Mình chế để cái chai nước suối này tiện ha. Đen ơi. Hết luôn chưa? Thank you.
chạy đi tới đầu đầu con cặp hiệu mà để làm sao nha. Giao lưu gái nè. Giờ hỏi anh tên gì à? À hiện xe cổ bạc liêu. Hiện xe cổ năm nay anh bao nhiêu tuổi? Năm nay 70 à? 70 rồi mà ngon quá. Anh có bộ đồ đọc quá vậy? Anh chạy từ bển qua đây mấy tiếng? 3 tiếng. 3 tiếng. Anh đi lúc mấy giờ? Đi 8 giờ. 8 giờ tối qua. 8 giờ sáng ngày hôm qua. À anh xuống đây rồi hả? Ngủ ở đây. Đang anh đi cái xe nào đâu? Xe của anh đâu? Xe cù bắp nè. Trời ơi xe này xe D90 mà quá điện thì máy nó bền lắm á. Đoàn anh đi qua đây bao nhiêu người? Một mình một ngựa chứ da trai nó đi hồi tối. Cho em hỏi là anh chơi 67 nay bao nhiêu năm rồi? Năm 2010 tới giờ. Dạ, có chơi được 13 năm rồi. Anh chạy qua mấy xác xe à? Ở nhà hiện tại là còn 10 chiếc. Vậy hôm nào em có về Bạc Liêu với anh em mình giao lưu cái được không? Được. Về dưới em sẽ liên lạc gọi anh ha. Và hỏi về dưới dây điện hỏi Hiền xe cổ. Hiền xe cổ Bạc Liêu. Có gì để em lấy số anh luôn. Có gì về dưới. Ở đó anh giờ anh đi phường đi được tới đâu gì nhất à? Xa nhất á? Từ miền Trung đảo về ha. À, anh chạy luôn rồi. 70 tuổi rồi. Gần biết 21. Em 70 tuổi cỡ anh em chạy nổi không? Em năm nay mới 50 à. Dạ còn 20 năm nữa. Ai hy vọng là 20 năm nữa Tiết Cương sẽ theo kịp anh Hiền. Lúc đó em 70 đúng không? Anh 90 giờ đúng không? Em đi bộ với anh là vừa. Trời ơi 90. Sau khi giao lưu với một số anh em 67 ở Định Quán nè, ở Long Xuyên và ở Bạc Liêu thì bây giờ thì Tiết Cương sẽ tiếp tục một hành trình đi phượt của mình đi về giải đấu thưởng Cà Mau. Cà nghe nói Cà Mau xa lắm. Ở cuối cùng bản đồ Việt Nam bây giờ thì sẽ đến thẳng đến thành phố Cà Mau và sau đó còn sẽ tiếp tục một hành trình dài nữa sắp tới sẽ cập nhật quý vị. Và hôm nay thì về thành phố Giá cảm thấy rất là vui vì lễ hội 67 này có rất nhiều anh em khắp nơi và Tiết Cương cảm thấy là tình cảm của anh em rất là quý mến. Và Tiết Cương thấy những cái lễ hội 67 này tổ chức thật sự là nó có ý nghĩa, kết nối anh em đam mê và có những giao lưu học hỏi chia sẻ kinh nghiệm để cho kết nối yêu thương và từ đó chúng ta sẽ làm những cái việc thiện nguyện và sẽ có những cái kết nối rất là ý nghĩa. Đi đến tỉnh nào cũng có anh em, cũng có bằng hữu cùng niềm đam mê 67 bất tận. Cảm ơn quý vị đã theo dõi clip. Chúng tôi xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại những clip sau trong cuộc hành trình sắp tới.